Chị Ngọc chị ấy giỏi thật đấy. Bận như thế mà ngày nào cũng dành thời gian tập luyện, chăm sóc bản thân đâu ra đấy. Là phụ nữ, việc đầu tiên là phải tự biết yêu lấy bản thân mình. Em thấy á, chị Ngọc nói cái gì là chân lý chị ạ. Tôi hỏi thật cậu, cậu có yêu con gái tôi thật lòng không? Dạ cháu. Mẹ, mẹ làm anh Tiến sợ đấy. Chuyện này cũng không phải lỗi cho anh Tiến ạ. Dạ thưa cô, cháu biết cô đang rất giận. Giận vì xót con, xót cháu. Bản thân Đào rơi vào hoàn cảnh này, cháu cũng cảm thấy rất thương ạ. Thế nhưng mà cháu nghĩ là sức khỏe của mẹ con Đào, cả về thể chất lẫn tinh thần là quan trọng nhất. Vì vậy cháu xin cô rộng lượng bỏ qua. Mọi chuyện mình tính sau, có được không ạ? Con không thể nào bỏ đồng đội lúc này được. Vậy chắc là anh sẽ bỏ được mẹ anh đúng không? Những lúc em cần anh ở đâu? Bản thân anh thấy có lỗi với đồng đội khi để cho họ vất vả như vậy. Ngọc là mẹ của con gái anh, nhưng em và Quang mới chính là gia đình của anh. Tôi sẽ giành lại anh Minh bằng được. Thủy cứ chờ xem.